Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Hộp thư truyền hình số này có các nội dung chính sau. Trong mục vấn đề hôm nay là kiến nghị về vấn đề mất an toàn do chập cháy điện tại khu vực xóm Cao Sơn 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Tiếp đó trong mục câu chuyện pháp luật là nội dung lực lượng chức năng phát hiện xử lý trên 2,9 tấn thực phẩm bẩn tại chợ Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là mục phản hồi bình luận. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên nhận được kiến nghị của các hộ dân xóm Cao Sơn 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên về việc trên địa bàn xóm nhiều năm qua còn tồn tại một cột điện mất an toàn đã xảy ra tình trạng chập cháy làm ảnh hưởng đến tài sản, cuộc sống và an toàn của người dân. Người dân tại khu vực này mong muốn đơn vị có trách nhiệm cần sớm có biện pháp di chuyển hoặc tăng cường các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã tìm hiểu sự việc. Khu vực cổng trường trung học phổ thông Khánh Hòa thuộc xóm Cao Sơn 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Trong khu vực công trình nhà trông giữ xe của gia đình bà Trương Thị Thu, nhiều năm qua có một cột điện nằm ngay chính giữa. Trên cột điện hiện nay có nhiều hộp công tơ nằm giáp với mái nhà để xe. Phía trên là hệ thống dây điện chằng chịt. Phải quan sát kỹ mới có thể thấy vì phía ngoài cột đã bị bao phủ bởi hệ thống dây leo dày đặc. Cột ở đây rất nguy hiểm bởi vì nó nổ, có thể một năm nó nổ 2-3 lần. Thế nhưng mà gọi các anh đến thì cứ lắp sửa lại dây thôi. Còn cột thì để không cũng chẳng chuyển sang. Hiện trạng của cột điện này đã và đang khiến cho nhiều người dân xung quanh lo lắng vì nguy cơ chập cháy có thể xảy ra là rất lớn. Người dân tại khu vực này cho biết cách đây ít ngày cột điện này đã xảy ra chập điện. Rất may không gây cháy lớn, nhưng đã khiến cho nhiều thiết bị điện tử của các hộ dân lân cận bị hỏng. Ngoài thiệt hại về kinh tế, thì tâm lý người dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Không có người ở nhà thì nhà chị hôm qua cháy hết. Ở trên tầng cũng nổ bùm bụp ra. Tất cả những chỗ nào có ổ cắm tiếp điện ra thì là đều xì khói, mà là khói trắng. Thì là chỉ hỏng máy lọc nước là một và cái tủ lạnh là hai. Và tất cả những cái thiết bị gì mà nhỏ nhỏ để mà sạc điện thoại chẳng hạn, có ổ cắm tại kia kìa, thì là đều cháy hết toàn bộ. Và cái chỗ đấy rất nhiều người là bị cháy lên, cháy cả mái tôn của nhà người ta rồi, nhiều lần rồi. Nhưng lần này thì nó không cháy ở ngoài lắm mà nó lại chập hết thiết bị ở trong nhà, các nhà đều bị hỏng ở bên trong. Xong cái vụ chập điện đấy thì nhà tôi là thiệt hại mất cái quạt điều hòa và cái tivi. Ở trong kia thì còn một cái máy lọc nước và một cái camera. Lúc đấy thì nhà tôi đi làm hết, đóng cửa. Tôi rất là lo lắng bây giờ cháy ra, cháy nổ, sợ ảnh hưởng đến trong nhà, rồi ảnh hưởng đến bọn trẻ con, rồi là cháy nổ nhà, không có ai ở nhà thì lúc đấy thiệt hại, không biết là đi đến đâu, cũng rất là sợ, rất là hoang mang cái vấn đề đấy. Trước đây, khu vực này thuộc Điện lực huyện Phú Lương quản lý, nhưng sau khi có sự điều chỉnh về địa giới hành chính, thì hiện nay đang thuộc sự quản lý của Điện lực thành phố Thái Nguyên. Bà Trương Thị Thu cho biết, trước khi chuyển địa giới hành chính, phía điện lực đã triển khai việc lắp cột điện mới nằm ở rìa phần đất của gia đình bà. Nhưng đã qua nhiều năm vẫn không chuyển hệ thống điện sang cột mới. Chập cháy xảy ra khiến cho gia đình bà Thu và người dân xung quanh luôn rất lo lắng. Ngày mai chuyển về thành phố, hôm nay các anh làm gấp đốc cả trưa, cả sáng đến trưa đến chiều. Thế là tưởng rằng các anh chuyển sang, nhưng mà cần đến năm các anh chẳng chuyển, vẫn để cột không như thế. Còn cột này thì bây giờ nó nổ nhiều lần rồi, thậm chí đây nó thủng hết rồi. Các anh về cũng có lập biên bản lên nhưng mà không biết, không thấy hồi âm. Tôi thấy để đấy là rất là không đảm bảo an toàn một chút nào, vì cái cột này cháy nổ rất nhiều lần rồi. Muốn là nó chuyển đi chỗ nào nó thoáng, với lại đường dây các kiểu thì mong lực lượng kiểm tra là có giải pháp như nào, thay dây hay là như nào, chứ một năm cháy nổ mấy lần này là cũng rất là nguy hiểm luôn. Trao đổi với đại diện Điện lực thành phố Thái Nguyên được biết, vấn đề này đã được đơn vị nắm bắt. Thời gian tới sẽ triển khai công tác rà soát, xác định nguyên nhân, lý do dẫn đến các sự cố chập cháy, từ đó có biện pháp khắc phục phù hợp để đảm bảo an toàn lưới điện và cuộc sống của người dân. Chúng tôi cũng sẽ có những cái phối hợp để mình khảo sát, để xem là những cái địa điểm nó di chuyển như thế nào, để cho nó phù hợp đối với các hộ mà đang sử dụng điện, kiểm tra rà soát ngay xem nó là nguyên nhân chập cháy đâu, để mình xử lý cho nó triệt để những cái vấn đề là xảy ra cái việc cháy nổ đối với lưới điện, xác minh để xem là cái vấn đề là xây dựng
cái đấy là có đúng quy định hay không đối với cái việc là xây dựng nhà cửa đối với hành lang lưới điện. Hiện nay tình trạng cháy nổ trên địa bàn cả nước và tỉnh Thái Nguyên đã và đang là vấn đề khiến cho nhiều người dân rất lo lắng do hậu quả và thiệt hại mà cháy nổ gây ra là rất lớn. Vấn đề mất an toàn về điện tại khu vực xóm Cao Sơn 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cần được Điện lực thành phố Thái Nguyên giải quyết trong thời gian sớm nhất. Từ đó, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho các hộ dân đang sinh sống lân cận khu vực này. Thực phẩm bẩn lâu nay đang là vấn nạn nhức nhối được dư luận xã hội quan tâm. Từ các cơ sở kinh doanh, các chợ đầu mối, bằng cách này hay cách khác, thực phẩm bẩn vẫn len lỏi vào bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình, gây nên nhiều hệ lụy cho sức khỏe con người. Mới đây, vụ việc Cơ quan Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên phát hiện hơn 2,9 tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ được cất trữ lâu ngày bốc mùi ôi thiêu tại một trong những chợ đầu mối nằm giữa trung tâm thành phố Thái Nguyên. Thêm một lần nữa, đặt ra nhiều vấn đề về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ phản ánh của người dân và quá trình trinh sát nắm địa bàn, sáng ngày 23 tháng 9, đội Quản lý Thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên đã bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh thịt lợn của bà Nguyễn Thị Quy tại chợ Đồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tại gian hàng kinh doanh của bà Quy, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tủ bảo ôn bên trong chứa khối lượng lớn các loại thực phẩm như thịt lợn, chân gà, nội tạng động vật bốc mùi ôi thiêu. Chủ cửa hàng kinh doanh không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy chứng nhận kiểm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm của toàn bộ số thực phẩm nói trên. Theo phản ánh của các tiểu thương kinh doanh ở chợ Đồng Quang, cơ sở của bà Quy thu gom thịt từ nhiều nơi, sau đó cất trữ trong các tủ bảo ôn đặt ngay trong chợ. Số thực phẩm này thường được bán tại chợ cho sinh viên và cung cấp cho một số quán ăn trên địa bàn với giá rẻ hơn nhiều so với các cửa hàng khác, nên thường có nhiều người đến mua. Thế làm thế nào để lấy được cái thịt ở trong đây ra để mang thứ kia để bán? Lúc nào mà muốn lấy thì lại phải rút tủ ra xong cậy lên. Con này bà bán đây lâu chưa? Chờ mấy chục năm rồi bạn ơi, phía sau này. Chúng tôi cũng xác định được là nhiều con lợn đã bị chết trước khi là mang ra thịt để bán. Những cái thực phẩm như vậy nó rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Và chúng tôi cũng sẽ kiên quyết là xử lý nghiêm cái trường hợp này, để cũng mục tiêu là răn đe và thực hiện đúng cái quy định của pháp luật trong cái xử lý hành chính về an toàn thực phẩm. Mở rộng kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường phát hiện thêm trên tầng 2 chợ Đồng Quang, bà Quy thuê thêm mặt bằng của ban quản lý chợ đặt nhiều tủ bảo ôn. Bên trong chứa nhiều thực phẩm đã được cấp đông với dấu hiệu của việc bảo quản lâu ngày. Tiến hành giã đông, số thực phẩm này ngay lập tức chuyển màu và bốc mùi hôi thối. Toàn bộ số lượng thịt bị cơ quan chức năng thu giữ lên tới trên 2,9 tấn. Ban quản lý thì cũng không được báo, chỉ thấy bà con nói là đơn vị chỗ hộ kinh doanh này bán hàng đông lạnh là nó có mùi, thì ban quản lý cũng cử tổ vệ xuống và nhắc nhở và họ cũng đã xử lý rồi. Chúng tôi cũng sẽ là phải tăng cường cái quản lý, cái rà soát của các công chức quản lý thị trường trong cái thời gian tới, đặc biệt là những cái điểm, các cái chợ rồi thì kinh doanh những cái hàng nông sản cái dạng như thế này, thế và những cái đối tượng như thế là chúng tôi đặc biệt là phải quan tâm và rà soát. Nếu như phản ánh của tiểu thương, người dân được tiếp thu và thông tin kịp thời đến cơ quan chức năng, thì chắc chắn không có chuyện một cửa hàng kinh doanh thực phẩm bẩn tồn tại giữa trung tâm thành phố một thời gian dài mà không bị xử lý. Trong mục phản hồi bình luận là nội dung công văn số 4847 của Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm thời phục vụ chương trình nghệ thuật đường phố tháng 10, đêm hội Trung thu xứ Trà năm 2023. Chấp thuận để Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giao thông tạm thời trên một số tuyến đường đô thị thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Đội Cấn, thời gian cấm từ ngày 28 tháng 9 năm 2023, từ 12 giờ đến 24 giờ, ngày 29 tháng 9 năm 2023, từ 15 giờ đến 24 giờ. Cấm các phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ đảo tròn trung tâm thành phố đến đảo tròn Đồng Quang, thời gian cấm ngày 28 tháng 9 năm 2023, từ 18 giờ đến 24 giờ. Ngày 29 tháng 9 năm 2023, từ 18 giờ đến 24 giờ.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chịu trách nhiệm đăng tải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải, đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, an toàn, tránh ùn tắc giao thông. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan kiểm tra hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức thực hiện theo quy định. Căn cứ ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Chương mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.